U22 Indonesia. Có lẽ sẽ là một pha treo bóng. Như vậy là cú sút gây bóng đi trúng xạ ngang. Marcelino Ferdinand. Chuyển vào của Faja. Đánh đầu. Một công cho U22 Indonesia. Là cầu thủ mang số 9 Sanata. Trận đấu thứ hai liên tiếp mà Sanata ghi bàn cho chúng ta hãy cùng xem lại. Cú chuyển vào rất thuận lợi của Faja. Bóng đi thẳng tới cái đầu của Sanata và cầu thủ này chỉ cần thực hiện một pha. Ramazan có cơ hội để dứt điểm. 2-0 dành cho U22 Indonesia và người ghi bàn lại là cầu thủ bạn. Faja đã kiến tạo cho Sanata ghi bàn cũng từ một tình huống tạt bóng bằng chân trái và bây giờ là một pha dứt điểm thành bàn. Một cầu thủ rất toàn diện và một cầu thủ xử lý bằng hai chân đều tốt. Tình huống xử lý rất bình. Cầu thủ U22 Indonesia vẫn đang rất khỏe. Goal! Không được. Dứt điểm đi. Không vào. Và bây giờ chúng ta có bàn thắng thứ ba dành cho U22 Indonesia. Faja ở vào một tư thế dứt điểm rất thuận lợi nhưng cú dứt điểm của anh đã bị thủ thành Jorginho đẩy bóng đập trúng xà ngang. Nhưng khi có một cơ hội dứt điểm lần thứ hai thì số 14 đã không bỏ lỡ thêm một lần nữa. Một tình huống ngả người móc bóng rất điệu nghệ, vượt qua tất cả các cầu thủ Timor-Leste cũng như là thủ môn Jorginho để đưa bóng bay vào lưới. Rất tuyệt vời tới từ Faja. Một pha kiến tạo.